các đồng học hiện đại tu tịnh đồ thận mạc sơ văn tịnh tông dị hành thận là cẩn thận dè dặt nhất định không nên hiểu nhầm nghe nói Tịnh tông là đạo dễ thực hành Liền sinh khinh mạng Đối với pháp môn này Tông phái này Liền sanh tâm khinh mạng Tức là không tôn trọng nó Vì sao vậy? Vì nó là đạo dễ hành Tám dạng bốn ngàn pháp môn là đạo khó hành Đạo khó hành quý vị có thể hành thông không? quý vị hành không thông Đạo dễ hành Con đường này là con đường quý vị nhất định đi qua đường Trong đời này quý vị thật sự có thể thành tựu Không những không thể khinh mạng phải có tâm tôn trọng Tâm cảm ơn Phật A-di-đà Biết căng tánh chúng ta Rất hạ liệt Dùng pháp môn này giúp đỡ ta Thành tựu ta Nếu như khinh mạng Tính tâm phù phiếm Chí nguyện trì quản Miệng nói tình nghiệp Tâm luyến duyên trần bốn chữ này vô cùng quan trọng trong tâm còn tham luyến ngũ dục lục trần còn tham luyến thế gian này cầu sanh như vậy đợi đến năm lượt quý vị xem xem cầm tên mười hai con giáp có con lừa không Đến năm con lừa quý vị mới thành tựu Không có năm con lừa Đây là lời cổ nhân thường nói Nghĩa là chắc chắn quý vị không thể thành tựu Cho nên Nhất định Phải thật vì sanh tử Phát tâm Bồ Đề Phải triệt để buông bỏ mọi trần duyên không còn mảy may tham luyến nào chúng ta hiểu rõ đạo lý này dùng tâm tín nguyện thâm tín thiết nguyện nguyện vọng khẩn thiết nhớ thương chuyên niệm chỉ một phương hướng chỉ một mục tiêu chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh thị giới tây phương cực lạc chúng ta hy vọng đến thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà Vậy là đúng rồi Nếu như không phải thật gì sanh tử Phát Bồ Đề Tâm Không có thâm tín nguyện Dù có nhất hướng chuyên niệm Cũng không thể giảng sanh Cho nên chân tín Chân nguyện Là điều kiện đầu tiên bắt buộc phải có Để giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Mấy câu này Chúng ta phải đặc biệt coi trọng Chư Phật Bồ Tát Chỉ dạy chúng ta Chư vị Tổ Sư khuyên răng chúng ta Tam bối giảng sanh Trước đây đã nói qua So sánh với tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn này Là con đường dễ thực hành Nhưng nếu Không thể đè nén phiền não Giống như đoạn này nói Không phải thật sự vì sanh tử Thì không phải là một việc dễ làm cho nên then chốt là phải chăng chúng ta nhìn thấu hai thế giới này nhìn rõ ràng nhìn thấu suốt rồi thế giới ta bà khổ thật sự giác ngộ rồi nó là khổ thật nó không phải là khổ giả lạc của thế giới cực lạc là chân lạc không phải là lạc được nói trong tìm chấp ở bên đó tu tập không có bất cứ chướng ngại nào thầy giáo là vị mà chư phật như lai tăng thang tôn kính phật a di đà đó là thầy giáo sanh đến thế giới tây phương cực lạc mỗi người đều được Đức thân phật a di đà chỉ dạy Chứ không phải do người khác đến giúp đỡ Chúng ta biết được Người giảng sanh thế giới cực lạ Mỗi ngày nhiều như vậy Có thể nói Mỗi phút mỗi giây đều không gián đoạn Chúng sanh đến từ mười phương quốc độ Khắp Pháp giới hư không dưỡng không biết có bao nhiêu phật a di đà có thể ứng phó được không chúng ta thường dùng phàm tình chúng ta để suy đoán để quan sát chúng ta không biết tình hình thật sự của thế giới cực lạ Chúng ta căn bản không thể lý giải trí tuệ Đức năng thần thông đạo lực của Phật A-di-đà Không biết được Di-đà đích thực có thể Ứng quả thần vô lượng vô biên Một người giảng sanh Ngài liền hiện một tướng độc lập dạy cho họ Môi trường học tập như vậy đi đến đâu mà tìm nữa Chúng ta thích đại chúng cùng nhau học tập Phật A-di-đà có giảng đường Giảng đường vô lượng vô biên mỗi người ngồi tại giảng đường đều cảm thị phật a di đà vì mình thuyết pháp cảm giác này tôi tin rằng chúng ta cũng có giảng đường chúng ta người không nhiều khoảng hai ba chục người thầy giáo dạy học học sinh sẽ cảm giác được thầy giáo hôm nay tiết học này là giảng cho mình Quý vị định thế giới Tây Phương cực lạ Quý vị cũng sẽ cảm giác được Mỗi tiết học đều là giảng cho bản thân mình Nâng cao cảnh giới của chính mình Tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình Làm cho quý vị giờ giờ khắc khắc Phá thị sung mạng đây gọi là thế giới cực lạ người ở thế giới cực lạ thường sanh tâm quan hiện sẽ không có tạp niệm sẽ không có phiền nào. khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước chắc chắn không thể phát sanh ở nơi đó Đây chính là oai thần của Phật A-di-đà Phật quan của Phật A-di-đà chiếu soi Cho nên chúng ta phải thật sự vì sanh tử Chúng ta không vì điều khác Lục đạo sanh tử quá khổ, quá đáng thương Vì sao còn phải làm những việc này? Vì sanh tự Mới phát tâm Bồ Đề